Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ bảy nha anh em. Cuối tuần em tiếp tục lên sóng vài món phụ tùng nữa nha. Anh em cần món nào thì cứ alo nha. Số điện thoại để liên lạc với em là 0933 207 208 nha. Và anh em hãy nhớ đăng ký kênh. Đó. Rồi, đầu tiên là em bán một cái dè. Cái dè này thì dành cho custom 70 90 xài chung. Đó, dè là tem rin nha anh em. Cái tem này anh em mua không 200 mấy á. Tem rin thì dán lên thì nó rất là đẹp ha. Tem rin nè, nước sơn rin mặt 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 trước vậy là quá đẹp ha. Đó, cái dè này em bán là 900 ha. Do nó bị nứt đi tí xíu nè. Đó. Rất là nhỏ ha. Khi mình lên xe thì cũng không ai để ý đâu. 900 ngàn nha anh em, nước sơn rin quá đẹp luôn. Cái dè mà theo em nghĩ là cỡ này là quá đẹp rồi nha anh em. 900 ngàn ha, dành cho custom 70 hoặc là 90. Tại vì xe Nhật á, xe mà trên 50 thì sẽ phần trước đây nó sẽ có một cái tem trắng và phía sau đuôi nó sẽ có một cái tem tam giác. Đó, đối với những cái dòng xe mà nội địa Nhật đặc trưng của nó là như vậy ha. 900. Rồi, một cọng dây ga. Dây ga này rã trong cấp 90 nha anh em nên cái cọng dây ga nó sẽ dài. Và một cọng dây hắn ha, hai cái này em bán là 300 ngàn. Nhiều khi mình cần nhiêu đây thôi thì mua nhiêu đây nha anh em, chứ mình mua 4 cọng thì về nó bị dư ra. Cũng vậy à, mua vậy thì vừa đủ xài. Nó dây ga 90 nó sẽ dài, còn em mua của 50 nó sẽ bị ngắn ha, tới đây nè. Ví dụ về mà thợ người ta chịu cắt thì người ta cắt cái phần nhựa này đó, cắt cái phần vỏ, còn đụng thợ mà không biết á, thì người ta không có cắt đâu. Đó, 300 ngàn hai cọng, xài cho cúp 90. Rồi một cây đạp hắn. Nó đạp hắn này thì gai rất là ok ha, cây này em bán giá sanh viên thôi 350. Anh em vào vô xe cỏ cỏ ok ha, có xịt bạc nhẹ nè ở phần dưới nè, thay vì chứ mình lên xe thì cũng rất là đẹp nha. 350 giá bộ đội gai nè. Đó, rồi một cặp đế nhan trước. Đó, cặp này thì cũng giá sanh viên luôn là 400 ngàn. Đó, bóng đèn rin, cánh bướm rin nè. Đó, chưa qua vệ sinh nha anh em, anh em về tự vệ sinh ha. Bóng đèn rin với ốc ép là đầy đủ là cũng đủ tiền ha. Bóng đèn rin thì mình mở ra xi nhan nó rất là sáng nha. Đó, đây nó bị lỗi tí xíu nè, giá 4 xị mà cặp này cũng rất là ok ha, 400 thôi. Rồi một cái đùm sao nước sơn rin. Ở cái đùm này em bán là 500 ngàn, đùm cúp. Anh em muốn gắn CD cũng được ha, bố hắn rin này dày cui luôn. Bố hắn rin nha anh em, rất là dày luôn. Đó, bạc đạn đồ rin hết ha, 500 nha, 500 ngàn. 500 ngàn nha anh em, đùm sao. Rồi một cái bình với một cái hộp ha, hai món này thì bán như mỗi lần là 300. Đó, bình là bao xài bao đề, bình với hộp là 300. Đó, bình là cái hộp còn luôn cầu chì nè, 300. Rồi cái ba ga sao, ba ga này cũng khá đẹp ha, cái này hiện bán là 800 ngàn thôi, nước xi rin. Đó, 8 xị nha anh em, ba ga custom mặt dưới thì cũng còn ok, anh em về hết thì xịt bạc lên ha. 8 xị vừa đủ xài thôi, xi thì còn bóng lắm, 800 nha. Rồi một cái bình xăng con 90. Đó, bình này thì em bán là 1,7 triệu thôi, chưa vệ sinh, cho anh em về tự vệ sinh ha. Đó, nó dính là dơ tùm lum nè, về tự vệ sinh. Nhưng mà cái chất da thì anh em để ý là còn 7 màu ha, bên trong này cũng đẹp nè. Đó, 1,7 triệu thôi ha, về tự vệ sinh, chùi rửa gì muốn làm gì làm, bao garanti bao ngọt. Đó, 1,7 triệu. Rồi một bộ cam sao thì còn khá đẹp ha, cam bắp chuối. Bộ này hiện bán là 800 ngàn thôi. Anh em vô những cái dòng xe như là 78 đam cũng được ha, nhìn nó rất là đẹp. Tại vì xe cổ thì mình phải đi đúng cam rin nhìn nó mới đẹp được ha, chứ để cam chà bá vô nhìn nó ghê lắm. 8 xị nha, cam bắp chuối 8 xị thôi. Rồi ở đây có một cái niền DD. Đây, niền DD Nhật. Niền này là 1,4 nha anh em. Niền này hiện bán là 1,5 triệu. Anh em về vô xe ông bảy hoặc là xe gì đó tùy anh em ha, 1,5 triệu ha. Niền đi đây thì rất là xịn ha, bên trong là như mới nha anh em. Đó, bên ngoài là xi cũng còn sáng nè, chưa qua vệ sinh gì hết nha, 1,5 triệu nha. Anh em về vô bánh sau,
lâu lâu mới được một cái niền đê đê Nhật nha anh em. Đê đê Gia Bằng đó, rất là ok. Cái này anh em có xong 7 hoặc là CD vô cũng hết bài ha, niền 1.4 mà giá rất là mắc ha anh em. Còn anh em muốn rẻ đẹp bền thì chỉ có chơi niền 1.2 thôi. Thôi chịu lấy rồi một bộ nhông sinh dĩa, cái này là 13-40 nha, 13-40 dành cho cúp 81-86 ha. Đây 13-40 nè, cúp nói chung là đèn tròn á anh em, ba số dĩa còn ok nè. Đó, đầy đủ ha, nhông sinh dĩa bộ này em bán là 300.000 nha. Đó, 300 dành cho cúp 86 nha hoặc là 81. Rồi ở đây có một cái hùng Honda tuyệt đẹp luôn, cái này em bán là 1.000.000, có luôn chìa khóa nha, chìa khóa đầy đủ. Đó, chìa khóa anh em mở xuống nó về là để xuống rồi phá lên ha. Đây ổ nè, hùng là đẹp nha anh em, không có bị nứt không bị hết ha, 1.000.000 nha, đúng hùng Honda nha. Cái này để anh em đi tour hoặc là trưng bày là hết bài luôn, em mở lên bên trong đây em thấy không, đúng hùng Honda luôn nè, hùng Honda đó, đầy đủ bát nè, có bát ốc đầy đủ hết luôn, mới tinh luôn, anh em nhìn là biết hùng mới rồi ha nè. Thôi những cái chi tiết nè, 1.000.000 nha, cái hùng Honda đúng hàng xịn đó, Honda đàng hoàng nha, chứ không phải giờ mình ra mình mua ba cái hùng 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 lô cũng đã mấy trăm ngàn rồi, cái này đúng hùng xịn Nhật, còn chìa khóa đầy đủ hết luôn, về để lên là xài thôi, rất là đẹp, 1.000.000 nha, quá đẹp, mới tinh luôn. Rồi đây có một cặp niền, cặp niền này thì tất cả là niền Araya Gia Băng hết nha, niền này là niền 1.4, hai cái này thì có một cái là bị lủng nha nè. Quay niền thì Sirin này cũng còn rất là ok ha, hai cái này em bán là 1.500.000, coi như là bán một cái tặng một cái ha, tại vì nó có một cái nó bị lủng á nên bị lủng lỗ đó, anh em về check kêu bơi hoặc là ra tiệm mấy tiệm hàng á kêu nó chấm lên cái là anh em xài thôi, được cái là nước si còn ok ha. Đó 1.500.000 cặp này nha anh em, coi như bán cái tặng cái á, tại vì niền 1.4 hết mà, Araya 1.4 hết mà. Đó, một cặp này nha, 1.500.000. Anh em coi như là em bán một cái cho một cái này về cứ ra tiệm hàng khi nó chấm nhẹ là xài, xong mình xịt một lớp bạc lên là xài rất là ok. Tiền 1.4 mà một cặp có 1.500.000 là anh em cũng biết rồi ha, giá im. Đó, nước xì sáng ha, sáng. Không có bị trầy gì hết luôn ha, 1.500.000 thôi. Rồi, ở đây có một cái bánh trước. Đó, cái bánh này em bán là cho anh em là 1.200.000. Họ bánh này thì đầm sơn rin nè, đầm sơn rin bố thắng rin, niền thì niền union nha, vỏ là vỏ bs đàng hoàng, vỏ bs đó, câm này thì câm phụ tùng nha anh em, nhưng mà nhìn rất là ok nè, câm phụ tùng nó cũng có một chấm nha, diện câm giả rin đó. Cái này thì anh em xài cấp 70 hoặc là 50 anh em về mua để vào xài. Đây niền đá 96 đàng hoàng nha, đá niền 1.2 đá 96 niền union 1.200.000 nha anh em. Đó, cái này thì mua về để vô xài thôi, ở nhà có thể tự ráp luôn, ví dụ nhà mình mà đầm xấu quá hoặc là niền xấu quá, niền bị mục quá thì mình mua nguyên cái này về mình tự ráp luôn, rất là dễ ha, một giá rẻ nữa, có 1.200.000 à, được câm đầm niền vỏ luôn đó, về để vô là xài thôi anh em, thấy không, câm giả rin nè, rất là ok ha, 1.200.000 nha anh em. Cái bánh trước này anh em cúp tầm 70 đã mua về để vô xài hết bài luôn, giá quá rẻ luôn, khỏi cần tốn tiền công gì hết, chỉ cần mua về thì để vô xài thôi ha. Rồi anh em cần cứ alo nha.